Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo rất là hay, khá là tiện lợi đối với những bạn nào mà muốn tự sửa chữa ở trong nhà. Và mẹo hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đó là một mẹo rất hay về những cái đinh thế này. Tất nhiên các bạn đều nghĩ rằng đinh dùng để đóng gỗ là chủ yếu, nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công dụng đặc biệt và cực kỳ tuyệt vời trên cái đinh này. Đó là khi mà các bạn muốn sửa chữa hoặc khoan những cái khúc gỗ các bạn, thì tất nhiên các bạn phải cần đến mũi khoan, đúng không? Những mũi khoan thế này. Và ví dụ như mình chỉ cần làm một việc nhỏ thôi, ít thôi, hoặc là trong cái thời gian gấp mà cần phải có để khoan gỗ, thì các bạn lại chạy đi mua mũi khoan thì mất thời gian. Thì thay vì đó, các bạn có thể dùng những cái đinh thế này để khoan trên gỗ, rất là tuyệt vời và cực kỳ dễ luôn các bạn. Vì sao? Trên các loại đinh các bạn, khi mình đo thì mình thấy cái đường kính của cái đinh nó có rất nhiều kích thước, từ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm. Đây các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ đo kích thước để các bạn xem nhé. Rồi cái đinh này nó có đường kính là 5mm. Các bạn thấy ha, 5mm. Tiếp theo này, cái đinh này đường kính là 4mm. Đấy. Tiếp theo 3mm. Thấy chưa? Và loại ngắn này 2mm. Đấy. Đấy các bạn. Đinh 10 là 5mm, đinh 8 4mm, đinh 6 3mm. Đinh 4 2mm. Đinh 4 là cái này. Đó, nó dài 4cm. Đấy, như các bạn thấy ha, thì cái đinh nó có đủ kích thước cho các bạn. Và trên mỗi loại như vậy đều có thể sử dụng để khoan gỗ rất là tuyệt vời. Tất nhiên là nó sẽ không có qua cái mũi khoan được, nhưng mà sử dụng cũng khá là tuyệt vời các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ test trên hai khúc gỗ. Thứ nhất là khúc gỗ thông mỏng và khúc gỗ dội nó dày, để các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái đinh 10 này, tức là 5mm, để khoan các bạn xem nha. Rồi, trước tiên mình sẽ khoan trên tấm gỗ thông mỏng, sau đó là khoan tấm gỗ dội dày nha các bạn. Ok nha. Lủng luôn bình thường thấy không? Lủng rất là dễ nè. Đây, lại đi. Thấy chưa? Lủng rất dễ ha. Ok. Rồi, trên khúc gỗ dội dày này. Đấy. Ok chưa? Khoan bình thường ha. Đấy. Rồi. Mình khoan mũi 3 ly đi. Các bạn cứ để nguyên cái đinh thế này, bỏ vào và khoan được luôn. Đây. Thấy chưa? Rất là nhanh. Thấy chưa? Rồi, trên khúc gỗ dày. Đấy, khoan bình thường nha các bạn. Như các bạn vừa thấy thì mình chỉ dùng những cái đinh có thể khoan những cái lỗ và cái đường kính theo các bạn muốn. Ví dụ là từ 1 ly đến 5 ly, 6 ly, 7 ly. Đó, rất là hay. Rồi, hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Mong các bạn chia sẻ để mọi người cùng biết cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.